Hiện nay trên thị trường thuốc có rất là nhiều thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, nhiều nhất là các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất là tốt. Các loại thực phẩm chức năng chủ yếu là hàng ngoại nhập với giá bán khá cao. Một hộp Biotlife C được quảng cáo là hỗ trợ điều trị các vấn đề về tiểu đường, giúp ổn định đường huyết với giá bán là 1.550.000 đồng một hộp, sử dụng trong vòng 30 ngày. Hoặc như là tảo mặt trời, viên đông trùng hạ thảo cũng có giá bán đến cả 1.000.000 đồng một hộp. Nếu không đủ khả năng tài chính thì bệnh nhân tiểu đường vẫn có nhiều lựa chọn khác nhau cho mình. Một trong những phương pháp được rất là nhiều bệnh nhân lựa chọn trong trường hợp này đó chính là sử dụng cây thuốc nam. Việt Nam ta được thiên nhiên ban tặng cho rất là nhiều cây thuốc quý. Từ xa xưa thì các vị danh y đã sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên để làm thuốc và cho đến ngày nay những bài thuốc ấy vẫn còn giữ nguyên giá trị của nó. Cây thuốc mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó chính là cây dây thìa canh. Là một loại cây dây leo thân gỗ đã được sử dụng ở Ấn Độ, Trung Quốc từ hơn 2.000 năm để điều trị bệnh về tiểu đường. Cho đến nay thì cây dây thìa canh đã được nghiên cứu kỹ lưỡng ở các quốc gia và ứng dụng rộng rãi trong y học như là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Singapore và Úc. Các hoạt chất có trong cây dây thìa canh có tác dụng tăng tiết insulin và nhiều tác dụng khác tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Hiện nay thì trên thế giới, nước ta ước tính có khoảng 70 nghiên cứu chuyên sâu về cây thuốc này. Các nghiên cứu cho thấy tác dụng giảm đường huyết rõ rệt của cây dây thìa canh. Tại Việt Nam thì các nhà khoa học đã tìm ra cây dây thìa canh ở các khu vực như là miền Trung và miền Bắc nước ta. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu. Qua các công trình nghiên cứu thì thực tiễn sử dụng của nhiều bệnh nhân và các nghiên cứu khoa học đã nhận thấy cây dây thìa canh Việt Nam có tác dụng tương tự như cây dây thìa canh ở các nước như là Ấn Độ và Trung Quốc. Trước khi chưa tìm thấy cây thuốc này thì nước ta vẫn phải nhập các loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ cây dây thìa canh với giá khá cao. Đến nay thì chúng ta đã chủ động hoàn toàn trong việc sử dụng cây thuốc này. Hiện nay thì giá bán cây dây thìa canh tại Thảo Dược Đức Thịnh là 120.000 đồng một ký, bằng 1/5 so với giá bột dây thìa canh ngoại nhập và bằng 1/10 so với giá bán các loại thực phẩm chức năng. Một điều đáng chú ý là cây dây thìa canh nước ta chủ yếu được khai thác ngoài tự nhiên, do vậy là nguồn dược liệu hoàn toàn sạch, do đó thì chất lượng sẽ nhỉnh hơn so với các sản phẩm ngoại nhập. Thảo Dược Đức Thịnh là địa chỉ uy tín cung cấp cây dây thìa canh hòa bình trong nhiều năm nay. Sản phẩm cây dây thìa canh tại Thảo Dược Đức Thịnh được thu hái hoàn toàn từ tự nhiên, nên do vậy chất lượng rất là tốt. Rất nhiều bệnh nhân sử dụng sản phẩm của chúng tôi và cho kết quả rất khả quan. Việc tìm ra cây dây thìa canh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc điều trị bệnh tiểu đường, mở ra một triển vọng quý nhằm ứng dụng các cây thuốc quý của Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. Để liên hệ mua cây dây thìa canh thì bạn có thể đến trực tiếp công ty Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.